Tại sao đời này mình sanh ra đời mình không rèn luyện cái tâm từ của mình mà mình còn sát sanh hại vật Còn ăn thịt chúng sanh trong khi Phật dạy rằng là tứ sanh phụ mẫu Tứ sanh phụ mẫu đây Phật đó, là biểu pháp Chứ thật sự là tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ của chúng ta Chúng ta đang gấp miếng thịt lên, quý vị có suy nghĩ rằng thịt này là thịt cha mẹ của mình hay không? Nếu chúng ta có được thằng thông, có được thằng nhãn thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy miếng thịt này là cha mẹ của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không dám ăn. Nhưng vì chúng ta thấy thịt miếng gà ngon quá, thịt miếng heo ngon quá, rồi thịt của con vật đó thơm quá nên chúng ta không thấy đây là thịt của cha mẹ mình nên mình bỏ vào miệng mình mình nhai, mình nghiến, mình nuốt vào bụng mình được. Còn nếu như chúng ta tu hành mà tin nhân quả rồi tự nhiên chúng ta không dám ăn thịt nữa thì chắc chắn rằng sẽ phát tâm ăn chay những đức thấy rằng thời gian gần mười năm nay ăn chay thì trước thời gian khi vào chùa thì chắc hơn mười năm những đức thấy rằng rất là đặc biệt từ khi những đức ăn chay tới bây giờ tâm tính những đức ít sân hẳn lúc trước những đức nóng tính dữ lắm nóng tính lắm nếu mà những đức không đi tu chắc là ngoài đời mà cô nào mà làm vợ những đức chắc cô đó cũng bầm mình săn hẳn quá nóng tính nữa tính những đứa hồi xưa nó nóng tính lắm chỉ có bạn gái thôi nha mà mỗi lần mà nói chuyện mà cái gương mặt mà bực mình buồn buồn mà nghinh nghinh cái là những đứa không lẽ tát vào mặt con cái hung dữ ghê lắm còn khi mà đang đi 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 dưới sàn nhà mà cái đầu mà đụng một cái cột nhà cái là cái tay đang cầm cái gì là bữa vô cái chỗ đó nấy bít 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 vậy đó chúng ta chợn vậy đó rồi xong á đi 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 mà cái chân mà đá vào cục đá cái đau đau cái chân là lụm cục đá liền cục đá vì thấy lãng không có nghĩa là nó nóng quá rồi nó trở thành điên loạn cái gì biết không nên phật mới dạy rằng có người mà săn hẳn là bệnh hoạn rất nhiều từ khi mà biết phật pháp tới giờ ăn chay niệm phật rồi tính tình mỗi năm nó giảm quý vị giảm tối đa luôn nếu mà những đức mà tính tình mà săn hẳn khó chịu mà cọc cằn mà vẫn còn giữ tới giờ nghe nó giảm nhiều rồi nhưng mà nó vẫn còn Nó chưa phải là tặng gốc được đâu Về tới cực gì? lạc nó mới tặng được Nếu mà những đức mà còn giữ cái tâm mà săn hẳn đó đó nghe Chắc mỗi ngày cho những đức ẩm với bà già Những đức luyện vào trong cái hầm quá <laughs> Quý vị biết rằng nó lo cho những người già mình mà không hiểu rồi Có nhiều khi bực mình dữ lắm quý vị ơi Quý vị không nghe câu người ngoài thế gian nói hả à? Còn trẻ thì khôn hoa mà tới già thì ưa quên chuyện Khi ưa quên chuyện rồi thì ưa làm chuyện không phải Hoặc là nói chuyện không phải nhân nít vậy đó Nếu mà mình mà dễ săn hẳn, dễ khó chịu rồi Ẩm bả liền xuống hầm cá thủy tạ chắc chắn luôn Nhưng quý vị biết rằng mình càng lo cho các cụ già rồi Tự nhiên sao mình thấy mình thương cụ và mình thấy rằng là cuộc đời mình cũng sẽ già Nên những đức rất mong những người trẻ tuổi đang ngồi đây hoặc là những người đang sồn sồn rồi những người đang già già nè mà mình đang còn cái sức khỏe này quý vị nên suy nghĩ mình nên thương người già mình mình nên thương cha mẹ của mình mình nên thương ông bà của mình khi già quý vị thí dụ như nhà mình mà có một người già bị lẳng đi mình nên ngồi suy nghĩ rằng không có ai mà muốn lẳng bao giờ chứ nếu mình bây giờ mà mình chết tại sao bà xong mà bà tàu lao bà điên quá à Bà nói chuyện gì tầm bậy không à họ ngồi đây giùm tôi đi Mình mà tâm mà khó chịu như vậy nổi lên Thì quý vị nghĩ đi Mình gieo cái nhăn đó có chừng tương lai Mình sẽ bị lẳng hay vị Mình sẽ bị khó khăn với tuổi già đó Nếu mình muốn cái tuổi già của mình mà dễ tính Dễ thương Thì mình phải thương người già bây giờ Đó là nhăn nào quả nấy Nên những đức càng lo cho người già Những đức mới thấy được rằng là mình đang thương các cụ và lo các cụ Là mình đang trồng cái nhăn cho chính mình khi tuổi già đó quý vị Nên quý vị khi gặp người già đi lụm cụm Quý vị có thể dẫn người già một đoạn đường Hoặc gặp một người già đi ngoài đường Một người mù đi ngoài đường Một người què đi ngoài đường Mình có thể bỏ chút thời gian Mình có thể dẫn người đó qua đường một chút Quý vị có thể gieo cái nhăn như vậy Chắc chắn rằng cuộc đời quý vị sẽ có được cái quả báo tuổi già không đến nỗi quá tệ nên thời gian gần 10 năm nay Những đức gần gũi người già Và nhìn được cái định lực vô thường Ghê gớm quý vị ơi Nên rất là mong mỏi mọi người mà nghe được Phật Pháp Chúng ta nên nhận thức rằng Có thân người là rất khó Và gặp Phật Pháp thì càng khó nữa Nên chúng ta phải chăn quý Cái thân người này Phải chăn quý cái thân người này Sống một ngày phải làm những việc gì tốt đẹp Ở trong đạo thì cố gắng tu đạo ở ngoài đời thì cũng phải sống có nhân cách đạo đức làm người cho tốt có vợ thì tròn trách nhiệm làm chồng có chồng thì tròn trách nhiệm làm vợ sinh con ra thì giáo dục dạy con đàng hoàng xây dựng một gia đình hạnh phúc chắc chắn rằng Phật pháp sẽ đem lại hạnh phúc cho từng nhà ngay cái chỗ là tinh sâu nhân quả wow. Những Đức đọc thêm câu chuyện cho quý vị nghe Câu chuyện thứ hai Chuyện người giết heo Có một ông tên là Kunda Làm nghề giết heo đã hơn 50 năm Mỗi lần giết heo Ông lấy chài đập lên mình Con heo Cho thịt nó sưng lên và mềm đi xong ông banh hàm con heo đặt vào miệng nó một cái niêm nhỏ rồi rót nước sôi vào bụng để xúc ruột tống hết phân dơ ra ngoài tiếp đó ông đổ nước sôi lên mình con heo cho sạch rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc rồi người đồ tể chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm hứng máu phun ra vào đĩa voi máu hứng được lên mình heo và quay chính nó cuối cùng ông giữ lại một phần thịt để ăn phần còn lại mang đi bán trông hơn năm mươi năm ông đều giết heo như thế quả báo là lúc sắp chết ông rống lên như tiếng heo và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng bảy ngày họ hàng người thân đều vô cùng kinh hãi họ chặn hết cửa nhốt ông ở trong nhà không cho bò ra bên ngoài vài vị tỳ kheo đi ngang qua cửa của Cương đa nghe tiếng kêu giống heo ồn ào thì tưởng là tiếng heo kêu về đến tịnh xá họ ngồi bên đức phật và bạch rằng bạch đức thế tôn trong bảy ngày vừa qua cửa nhà đồ tể cương đa đóng kín và ngày nào cũng giết heo thế tôn nghĩ xem bao nhiêu là heo bị giết hiển nhiên ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn từ trước tới giờ chúng con chưa thấy ai độc ác như thế đức phật nói này các tỳ kheo cưm đa không giết heo trong bảy ngày qua sự trừng phạt thích đáng với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ Ngay khi ông ta còn sống Cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện Vì cực hình này Ông ta bò tớ bò lui trong nhà suốt 7 ngày Kêu la giống tiếng heo như một con heo Hôm nay kumda Đa sẽ chết Và sẽ bị đỏ vào địa ngục A Tỳ đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh Chúng ta khi mà đọc lên những công đoạn này để học tập quý vị Mình mong sao mà những người mà làm nghề đồ tể giết heo mà họ nghe được Nếu mà họ mà còn chút phước duyên họ biết quay đầu Những đức lúc ngoài đời những đức thấy rằng là những nhà nào mà làm nghề đồ tể giết heo những đức thấy rằng là không có tồn tại quý ơi và nhiều người ngồi trong đây quý vị thấy nhà nào mà làm nghề giết heo quý vị thấy có tồn tại đâu dù là nó có giàu nhưng mà nó giàu không bao lâu quý vị thường là những người làm nghề sát sanh là tiền mắt tật mang tiền mắt tật mang khi sinh con ra con bệnh hoạn rất là nhiều quý vị nhớ nè thí dụ như chúng ta sanh được ba đứa con trong đó có một đứa con nó bệnh rất là nhiều và nuôi nó rất là khó nó ốm yếu thì quý vị phải biết rằng đứa bé này là do nghiệp quả sát sinh nhiều mà nó chiêu cảm thăng hình ốm yếu bệnh hoạn khó nuôi là do nghiệp sát sinh nếu quý vị muốn cho đứa bé này nó có thể giải nghiệp được thì người cha người mẹ đừng nên sát sinh cho đứa bé này ăn thêm nữa có nhiều người ở ngoài thế gian chúng ta không hiểu khi hai người này còn trẻ đến với nhau khi làm đám cưới mọi người đều là chúc tụng trăm năm hạnh phúc nhưng quý vị có nhìn được cái nhăn khi đôi trẻ này vừa mới đến với nhau Thì đã sát sanh quá nhiều chúng sanh Để làm cái lễ cưới rồi Cái nhân ban đầu Đã làm cho bao nhiêu chúng sanh chảy nước mắt Và Nó có thể xa người thân của nó Những Đức có đọc một câu chuyện Cái ông Làm nghề mà Đi bắn những con vật Ông bắn rất là giỏi có một ngày kia đó, ông dương cung lên á, ông nhắm một con khỉ, ông bắn. Con khỉ con. Thì ông bắn trúng con khỉ con. Khi mà con khỉ con nó té xuống nó gần chết quý vị. Thì cái con khỉ mẹ nó ở bên trong nó chạy ra nó ôm con khỉ con. Và khi nó ôm con khỉ con thì nó thấy máu me đầm đề. Máu me chảy ra rất là nhiều Lúc đó thì nó ngứa cái mặt lên chờ Nó gống, kêu gào Thì nó ôm con nó và nó chết luôn Thì cái ông mà làm nghề đi săn bắn này Ông đem hai con khỉ về nhà Thì ông làm thịt hai con khỉ Khi mà mổ bụng con khỉ con ra thì không có gì nhưng khi ông mổ bụng con khỉ mẹ ra Thì quý vị biết rằng là ông mà đau xót vô cùng ruột của con khỉ mẹ nó đứt từng đoạn từng đoạn hết luôn khi nó thấy con nó chết thì quý vị biết rằng á con người chúng ta đó khi mà ai bắt con mình thì mình muốn điên loạn vậy đó như vậy thì con vật á ai mà bắt con nó nó cũng muốn điên loạn vậy đó quý vị nuôi con mèo nuôi con chó trong nhà quý vị coi đi khi mà con mèo mẹ hay con chó mẹ mà nó đẻ con á thì lúc đó con mèo mẹ con chó mẹ này nó giữ hơn là lúc bình thường. Không phải nó giữ gì đâu, nhưng mà là do nó bảo vệ con nó. Khi ai đến gần mà lạ lạ thì phải tránh xa ra. Nếu không thì nó sẽ cắn người đó. Vì nó sợ bắt con nó nên nó phải bảo vệ con nó. Thì quý vị thấy rằng là con vật thương con cũng không khác gì con người thương con. Và quý vị nuôi gà quý vị thấy cũng rất rõ ràng Khi mà gà con vừa mới nở ra đó Thì gà mẹ đều là mổ thốc và thúc 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 cho gà con à Còn khi chúng ta mà đuổi lên một tiếng diều diều thì tức khắc gà con chạy vào gà mẹ và chui vào đôi cánh của gà mẹ gà mẹ ấm lại sợ diều bắt con của mình Quý vị nhìn từ những cái điểm này thôi Thì quý vị thấy rằng là Con người biết thương con Như vậy thì con vật cũng biết thương con Chúng ta Xây dựng hạnh phúc cho con mình Mà chúng ta giết bao nhiêu chúng sanh Để làm lễ cưới Chúc tụng đôi trẻ trăm năm hạnh phúc Nhưng cái nhân sát sanh này quá nhiều Nên quý vị coi đi Bao nhiêu cặp vợ chồng được hạnh phúc Vì sao? Vì cái nhân ban đầu đã sát sanh quá nhiều để mà làm đám cưới Từ nơi đó mà đôi trẻ này không được hạnh phúc Nên những đức phiên quý vị Nếu quý vị là người Phật tử biết tu hành Quý vị tin nhân quả Thì quý vị đừng gì một chút Miệng đờ không hiểu người ta nói chuyện này chuyện kia Mà quý vị làm đám cưới quý vị buộc lòng phải sát sanh Nếu quý vị sát sanh quý vị có suy nghĩ rằng con cái của quý vị sẽ cả một đời không được hạnh phúc Hoặc là nó đến với nhau một hai năm thì nó sẽ chia tay với nhau đó Vì ngay cái nghiệp sát sanh mà nó không có tồn tại được cái hạnh phúc lâu dài Còn có những người khi sát sanh quá nhiều nhưng vẫn còn hạnh phúc Nhưng quý vị coi lại là khi họ có con Mình có con mình rất là mừng Nhưng con mình khi được sanh ra Đầu tháng là mừng đầy tháng Bắt đầu tiếp tục sát sanh để mừng đầy tháng Đứa nhỏ này lúc mang trong bụng Thì bắt đầu là sát sanh để tẩm bộ Đứa bé này chưa sanh ra đã tạo ác nghiệp rồi Khi sanh ra đầy tháng thì tiếp tục sát sanh để mừng đầy tháng Ăn nhậu cũng ly, giết chúng sanh Thì quý vị coi rằng đứa nhỏ này nuôi rất là khó vì chính nó ra đời mà bao nhiêu chúng sanh phải chết Nếu quý vị muốn giữ gia đình được hạnh phúc Vợ chồng ngày đám cưới đừng nên sát sạch Quý vị cứ đẩy chai đi Nếu người không đến bao nhiêu người đến kệ Chúng ta quan trọng là hạnh phúc của con mình Quý vị mà làm được như vậy rồi quý vị sẽ thấy rằng nhiều người sẽ để ý Thấy cặp vợ chồng nào mà khi đám cưới mà không sát sanh thì đặc biệt là đôi vợ chồng đó khi sống với nhau Thương là hạnh phúc Nếu quý vị biết Phật Pháp rồi á Dẫn đôi vợ chồng trẻ đó đến gặp người thầy Nhờ người thầy nói dài lời cho đôi vợ chồng trẻ đó biết về cái nguyên lý Vợ chồng sống với nhau như thế nào thế nào Để được hạnh phúc khi nghe được nhân quả rồi mà đám cưới lại không sát sanh nữa Khi người phụ nữ này mang thai thì không có sát sanh để tẩm bổ bầu thai quý vị đi hỏi bao nhiêu cặp vợ chồng khi người vợ ăn chay đi mang thai có tẩm bổ con vật sống đâu nhưng khi sanh ra một đứa bé vô cùng là đặc biệt có một cặp vợ chồng này biết chùa chúng ta và những đức cũng biết họ rất rõ ràng người chồng thì chưa biết đạo nhiều nên ba đứa con trước thì khi người vợ mang thai đó thì còn sát sanh ăn thịt chúng sanh để tẩm bột nhưng đứa con thứ tư đó là người vợ đó biết chùa chúng ta nên cô đã ăn chay thì người chồng cũng muốn là khi cô ăn chay lúc còn bình thường nhưng bây giờ mang thai thôi ăn mặn đi để đủ sức khỏe cho đứa con và sanh con nhưng cô vẫn quyết định xin chồng cho cô được ăn chay người chồng cũng rất là lo nhưng quý vị biết rằng khi đứa bé thứ tư này mà cô ăn chay đó thì sức khỏe cô đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Tới cái ngày mà cô đi sanh đó mà cô vẫn còn á khỏe mà sắp xếp cho các cháu nhỏ để mà diễn kịch cho cái ngày lễ mà chùa mình nè. Là chính cô là ngày mai đi sanh mà ngày nay vẫn còn đứng để mà chỉ đạo sắp xếp cho các cháu. Khi ngày mai rồi đó là cô hơi đau bụng một chút thì Cô kêu taxi là tự cô đi đến bệnh viện Và cô đi vào trong phòng sinh Và khi vào trong phòng sinh Thì quý vị biết rằng là Gia đình chưa đến kịp thì cô đã sinh rồi Đây là cái chỗ mà cô kể những đứa nghe rất là đặc biệt Và khi sanh ra đứa bé Đứa bé còn nặng hơn là Những người anh, những người chị Nó lúc trước mà tẩm bổ Thịt chúng sanh nữa Đứa bé này bự hơn Và rất là dễ nuôi Bây giờ đứa bé được hình như là 2 tuổi Mà từng nào cũng ẩm đi đến đây học tập Đệ Tứ Quy Lúc cô mang thai đó Là thường đi đến đây học tập Đệ Tứ Quy Và Chủ Nhật từng nào cũng đến đây niệm Phật Quý vị biết rằng là Cái duyên đó nó thù thắng thiệt Bây giờ đứa bé đó nó nhỏ thiệt nhỏ Nhưng mỗi lần mà nó gặp những đức ấy, Là nó đưa hai tay ra là nó mừng lắm Thì rõ ràng là Đức Khổng Tử Ngài nói rất rõ là Dưỡng thai từ khi trong bụng khi trong bụng chỉ cần nghe cái gì thì nó biết cái này Và khi nó nghe người nào nói chuyện về thiện lành là nó biết người đó luôn Khi nó sanh ra đời là nó gặp người đó nó rất là mừng Đó là hai đứa bé mà những đứa gặp một đứa bé ở thành phố Hai đứa bé Vũng Tàu này Là từ khi trong bụng là người mẹ cứ nghe Pháp và niệm Phật suốt luôn Khi sanh đứa bé ra đó đứa bé rất nhỏ nhưng mỗi lần mà những đứa gặp mà ẩm đứa bé Thì đứa bé nó mừng, nó cười sắc 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 vậy đó có nghĩa là rõ ràng thì ra là từ trong bụng đã biết rồi. Nên quý vị biết thương con mình thì nên biết thương con vật khi nó xa mẹ cha nó. Chúng ta đừng vì miếng ăn mà chúng ta sát sanh để mà làm những ngày đầy tháng rồi tới thôi tôi cũng sát sanh nữa. Thì đứa bé này một là bệnh hoạn nhiều Hai là đứa bé này khi lớn lên rất là khó dạy Vô cùng là khó dạy Vì sao? Vì ngay cái nghiệp sát sanh mà khó dạy Còn đứa bé mà quý vị tập cho nó ăn chay Tập cho nó đến chùa Thì đứa bé lớn lên rất là dễ dạy Nên mình có con em nên tập cho đến chùa Đến chùa là chỗ rất tốt Khi nó nghe định lực nhân quả Khi nó hiểu nhân quả Thì chắc chắn rằng nó sẽ hiếu thảo với cha mẹ nó Vì nó biết rằng Mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì tương lai con mình sẽ hiếu thảo với mình chắc chắn nên mỗi một người ngồi đây bị nhớ mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì con mình hiếu thảo với mình nha tuy là còn trẻ chưa có chồng chưa có vợ nhưng mà tính cái chuyện mình có chồng có vợ cũng phải có con chứ bây giờ ở nhà mà cha mẹ mà gầy tiếng bắt đầu là trả lời một trả lời hai lại thì mai mốt quý vị biết cái quả báo gì rồi đó nha mà mình là người nữ mình ở nhà mình nghe lời cha mẹ mình dạy đàng hoàng á sau này khi mình về nhà ta mình làm á, dâu ở nhà người khác á, mình cũng sẽ không để cha mẹ ruột mình mất mặt đâu vì đạo đức phiết cha mẹ buồn mình là con gái mà mình á, về làm dâu nhà ta mà mình á, trả lời một trả lời hai á, làm cho bên nhà chồng người ta kêu riêu người ta nói cha mẹ mình không biết dạy mình á, là mình là đứa con bắt hiếu á còn nếu mà mình làm tròn bổn phận làm dâu con đàng hoàng dù gặp một bà mẹ chồng bà khó khăn nhưng mình vẫn làm tròn bổn phận dâu con đến sau này chắc chắn rằng mình có dâu con là dâu con mình nó đàng hoàng với mình chắc chắn luôn quý vị nên người người ngồi trong đây khi chưa hiểu phật pháp á lúc trước mà làm dâu mà mẹ chồng mà nói một tiếng rồi sực quá lại nhiều lúc mà ngồi bên cạnh chồng mình còn nhắc nhở cái chuyện anh ơi anh coi nói mẹ anh lại nghe mẹ cha anh nó khó khăn vô cùng luôn á tôi về tôi làm dâu tôi làm cũng cực tới mồ luôn mà bả cái chửi tôi hoài nấu cơm mà cứ nói là cơm sống cơm khô hoài vậy đó bả già rồi bả đổi tính rồi đó anh nói mẹ anh lại đi nghe nói hoài là tôi không có nhịn ở đâu đó còn nếu không thì nói ổng bả tính đi cho tôi với anh ra ghiên phước cho rồi đi sống trong nhà thấy bực bội quá mình mà làm dâu mà mình nói như vậy là làm cho chồng mình khó xử lắm hiểu không không có hiểu đạo đức Bây giờ còn nhiều ưa bị cái vụ này lắm Nên vừa mới Có chồng cái là muốn ra riêng rồi Chứ đâu có muốn làm dâu đâu Mình đã không làm dâu thì sau này Làm sao con dâu mình nó làm dâu cho mình Mình vừa mới về nhà chồng Cái là mình muốn ra riêng liền nha Phải cắt cái nhà trước ra riêng Để cho thoải mái hơn Cái chỗ này là cái chỗ tương lai Không có con dâu nào làm dâu cho quý vị chứ Mình phải làm dâu đàng hoàng Rồi sau này mình mới hiểu cái nguyên tắc làm dâu rồi mình mới biết thương con dâu cũng như mình lúc trước mà mới về nhà bên chồng mà mình thấy mình à, à, không có được mà thoải mái hoặc là mình à, bị người nói này nói kia rồi mình đơn lẻ mình buồn rồi bây giờ mình mới thương con dâu của mình là gì nó cũng mới về nhà mình ví dụ như bây giờ mình biết thương con gái mình thì mình cũng phải thương con gái người ta mình phải thương con gái người ta vì con gái người ta nuôi khôn lớn về làm dâu nhà mình vậy thì bây giờ mình á suy nghĩ con gái mình về làm dâu nhà người ta mình cũng tội nghiệp nó tại sao bây giờ mình có dâu mình không thương con dâu cho đàng hoàng nên cái nguyên lý của phật pháp á là suy mình ra người nó đặc biệt lắm quý vị rất là mong người người mà nghe được đạo pháp với quý vị á phải hiểu được cái nguyên lý sống thì chắc chắn gia đình quý vị rất là hạnh phúc nhưng quý vị nhớ rằng gia đình mà bất ổn ngay cái nghiệp sát sanh à ngay cái nghiệp sát sanh mà ra là gia đình bất ổn nè Rồi có nhiều người đang bệnh hoạn vậy đó Mà nhiều lúc cúng con gà Mua đầu heo Hoặc là cắt gỗ gắn hổ Hoặc là sát sanh con vật gì Để cúng tế Hoặc là lấy máu để uống những cái điều này quý vị làm đều là tăng thêm tội nghiệp Không có lợi ích gì mà còn tăng thêm tội nghiệp người này bệnh đau là do nghiệp lực sát sanh mà tạo ra bệnh đau như vậy mà hôm nay vẫn tiếp tục sát sanh thêm thì làm sao trị được bệnh cho người này rất là mong quý vị có thể nghe và tiếp nhận chỗ này thì chỗ lợi ích vô cùng là lớn lao chỗ lợi ích lớn lắm nên những đức đọc tìm công đoạn này cho quý vị nghe hay lắm nguyên nhân sát sinh vì sao người ta lại giết hại động vật có rất nhiều lý do như để cúng cho người chết để bán để ăn hay thậm chí chỉ để mua vui bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét các lý do này lý do thứ nhất là giết các con vật để cúng cho người chết Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Mâm cơm cúng người chết xong còn hay hết, chúng ta đều rõ cả. Mang tiếng cúng cho người chết mà sau đó toàn người sống ăn chứ người chết có ăn đâu có câu chuyện chàng trai tên surita rất thông tệ khi ông nội của chàng mắc cha chàng rất đau lòng ngày nào cũng khóc thương và nấu thức ăn dân cúng thấy vậy chàng trai rất muốn khuyên ngăn cha nhưng nói thế nào cũng không được chàng tìm mọi cách giúp cha chuyển hóa để Ông bớt đau khổ và không còn cúng bái như thế nữa Một hôm khi đang đi ngoài đường Bỗng chàng nhìn thấy một con bò nằm chết Nhận thấy rằng đây là cơ hội để thức tỉnh cha mình Chàng trai bèn mang một nắm cỏ đến chỗ con bò Đang nằm và gọi liên hồi Bò ơi dậy ăn cỏ đi Bò ơi dậy ăn cỏ đi những người hàng xóm thấy vậy liền chạy về báo ngay cho người cha biết họ nói rằng ông ơi con của ông bị thần kinh rồi kìa người cha nói con tôi khỏe mạnh lắm mà có bị thần kinh gì đâu nó bị thần kinh rồi thấy nó cứ cầm cỏ gọi một con bò dạy ăn trong khi con bò đó đã chết nghe vậy người cha chạy ra chỗ đứa con và nói này Surita, con không được bình thường đấy ư? Con bò này chết rồi thì làm sao nó ăn được nữa? chàng trai nói: Thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây mà con cho cỏ nó còn không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi mà còn khóc, còn cúng cơm thì làm sao họ ăn được? Quý vị nghe câu chuyện này hay không? Chúng ta ngồi suy nghĩ nha Vậy mà ông nội ông ngoại chúng ta chết Mấy chục năm nay vậy mà năm nào cũng cúng quá trời luôn Cuối cùng ai ăn? Đại lão Hòa à, Thượng Tình Không này giảng thiết một câu này nói á Cha mẹ vừa mới chết anh em tập trung lại sát sanh ăn thịt chúng sanh Bộ quý vị suy nghĩ rằng cha mẹ mình lúc còn sống sát sanh chưa đủ hả? Bây giờ chúng ta sát sanh thêm dùm cho họ đúng không Rồi con cái suy nghĩ rằng Cha mẹ đọ lạc chưa đủ sâu Nên bây giờ sát sanh thêm Để cho cha mẹ đọ lạc không có ngày ra Còn ấn tổ thì nói một câu rằng Cha mẹ của mình chết Giống như gớt xuống giếng vậy đó Bây giờ con cái thương cha mẹ Sát sanh ăn thịt chúng sanh để cúng kiến á thì giống như bị cầm đá mà liền xuống giếng Để đậy miệng giếng cho cha mẹ mình Nằm hoài dưới đó luôn Không ra được luôn không lẽ chúng ta thương cha mẹ bằng cách như vậy hả quý vị Trong khi Ở trong lục đạo lưng hồi này Có sáu cảnh giới Địa ngục ngạ quỷ súc sanh chờ người Atula Địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì vô cùng là khổ đau Chờ thì hữu phước Atula thì cũng tương đối tốt Người thì cũng được đi như vậy đó mà ông bà cha mẹ của mình Mỗi năm mình đều là đốt với tiền vàng bạc Mình xả xuống đó, đó. Mấy chục năm vẫn còn đốt với tiền vàng bạc Xả xuống đó Tại sao bây giờ chúng ta không đổi cái góc độ nhìn lại Chúng ta không kéo họ lên lại đi quý vị Chúng ta lại đẩy ở xuống dưới đó Làm chi dưới đó trong địa ngục ngạo quỷ xuất sanh Nên cái chuyện đốt với tiền vàng bạc Không có lợi ích Và chuyện cúng đồ mặn cho cha mẹ Ông bà đã mắc không có lợi ích gì cả không có lợi ích cho người còn sống mà cũng không có lợi ích cho người đã chết luôn chỗ này không có lợi ích gì hết mà còn có quả tay đến nữa phải nhớ rất là mong người người khi chúng ta nghe những công đoạn này quý vị nên suy nghĩ lại cái chuyện cúng cơm cho cha mẹ và sát sanh cúng dỗ cổ nhân có câu nói rất đáng suy gẫm sống không cho ăn chết làm cơm cúng ruồi thế gian này cũng có nhiều lắm cha mẹ còn sống thì không đến thăm lơm gì hết cha mẹ nói già rồi bây giờ cha mẹ đang thèm món ăn đó con ơi thì có nhiều đứa con không hiểu đạo nói nghèo thấy mồ luôn mà thèm cái thứ mất tiền không à nghèo cơm cũng có ăn đó mà ông đòi ăn mấy cái đồ đó sao mà có ăn được vậy đó mà khi cha mẹ chết đi bắt đầu là làm gà làm heo cúng mâm cao cổ đầy đi cúng quá trời luôn rồi thấp nhang rồi nói ba mẹ ơi ngày nay đám dỗ ba mẹ về ăn nghe ba mẹ Cũng như mấy con rùi nó đậu một chút rồi đem xuống mình cháp sạch nhách Phải xương mà nhai được cũng nhai luôn Quý vị thấy mình ăn đùi gà không? Cái xương mà mình còn ngậm thấy chưa? Nhai gớp gớp vậy nuốt cái bụng luôn thấy chưa? Cha mẹ có ăn được miếng nào đâu Rõ ràng sống mà không cho ăn Chết cúng cơm cho gùi Phải nhận thức nghe quý vị Có lẽ Chúng ta cúng vì lòng thương Lòng tưởng nhớ đến người đã mất Nhưng đã là người học Phật Thì chúng ta cần phải hiểu rằng Sau khi chết chúng sinh Sẽ lưng hồi trong sáu cảnh Giới địa ngục ngạo quỷ súc sinh Atula người và chờ Nếu người chết đã tái sinh làm Người làm thú Đọ địa ngục hay lên cõi chờ Thì dù thân nhân có cúng Họ cũng đâu ăn được Như vậy chúng ta phải hiểu cho đúng Cúng để tưởng nhớ người chết chứ không phải để người chết ăn Khi cúng tổ tiên thì chỉ cần làm mâm cơm chay là được rồi Không nhất thiết phải sát sinh hại vật Nếu cúng mặn thì không những ông bà cha mẹ quá vãng Không ăn không hưởng được mà bản thân chúng ta lại phải mang tội sát sinh Lý do thứ hai là giết để bán Từ nơi đó quý vị nghe rất rõ ràng Không ăn được mà còn mang tội sát sinh Rất là mong người người nghe chỗ này Chúng ta nên nhận thức được khi nghe Phật Pháp Để làm cho đúng cái chuyện Đối với ông bà cha mẹ đã mất của chúng ta Và chúng ta hiện tại nghe được Phật Pháp Rất mong quý vị tập từ 4 ngày ăn chay từ từ tới 10 ngày ăn chay rồi từ từ chúng ta phát tâm ăn chay trường dù là người trẻ nam hay nữ gì quý vị chỉ cần ăn chay những đức nói rằng một trăm điều lợi không có một điều hại nào cả chính những đức ăn chay hơn 10 năm nay những đức thấy lợi ích rất là lớn từ sức khỏe trí tuệ và sắc diện đều là thay đổi rất tốt không có một chút gì tệ cả quý vị biết rằng những đức lúc trước ngồi trước năm người những đức cũng khó nói chuyện được như vậy mà bây giờ những đức ngồi trước vài ngàn người những đức nói chuyện bình thường Từ ngay chỗ này những đức thấy rõ ràng Niệm Phật ăn chay là chỗ vô cùng thù thắng Đó là quả báo sát sanh Khi chuốt cái quả báo rất ghê gớm Thì bây giờ chúng ta đã lỡ sát sanh rồi Chúng ta muốn chuyển cái nghiệp sát sanh này Thì có một phương pháp đó là Phương pháp niệm Phật tụng kinh Phương pháp niệm Phật này đặc biệt là quý vị đi đứng nằm ngồi đều niệm được khi những đức nói chuyện xong Chúng ta sẽ lễ Phật Lễ Phật một chút thôi Chúng ta Mỗi một người đến đây cộng tu Những đức sẽ tặng quý vị một bức tranh A Di Đà Phật Rất là đẹp Tặng người người Từ khi người nào có rồi thì thôi Hoặc không nhận thì thôi Còn người nào những đức cũng sẽ tặng quý vị một bức tranh A Di Đà Phật Thấy Phật Pháp dạy rất xác thực rõ ràng Để mình áp dụng trong gia đình của mình Thì nó có được chỗ lợi ích rất là lớn khi những đức mà đọc những cái câu chuyện quả báo sát sinh này của tác giả Thượng tọa Thích Chân Tính Ngài ghi chép mà từ trong kinh Đọc mình thấy hay quá Nên những đức đọc câu chuyện này nguyên văn cho quý vị nghe Để mọi người chúng ta khi học Phật phát lên cái lòng từ Chúng ta có thể tập ăn chay vì ngay cái chỗ hiểu sâu sắc vào cái quả báo sát xanh thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ muốn phát tâm ăn chay quả báo sát sinh trong kinh tiểu bộ có chép một câu chuyện mang tên chuyện đồ ăn cúng người chết nội dung như sau một hôm các đệ tử đến bạch với đức phật bạch đức thế tôn chúng con thấy nhiều người giết hại sinh mạng của các loài hữu tình để làm đồ ăn cúng cho người chết như vậy có được hạnh phúc hay lợi ích nào không đức phật trả lời Cúng đồ ăn cho người chết như vậy không có lợi ích gì bởi hành động sát sinh không thể mang lại lợi ích nói vậy xong đức phật kể một câu chuyện thờ quá khứ có vị bà la môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết trước khi giết ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó các đệ tử làm y lờ thầy dạy nhưng khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê về tự nhiên nó cười rất lớn sau khi cười một lát nó lại khóc rất to thấy vậy họ hết sức ngạc nhiên bèn hỏi tại sao ngươi cười rồi lại khóc con dê nói tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho vị thầy bà la môn nghe nghe xong ông ta hỏi con dê tại sao ngươi cười con dê trả lời Thở trước tôi cũng là một vị bà la môn Thông thuộc kinh vệ đà Giống như ông Vì giết một con dê mà tôi bị quả báo Làm dê Bị chém đầu trong 499 lần Sống chết đây là lần sống chết thứ năm trăm và cũng là lần cuối cùng Hôm nay tôi sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy Nghĩ vậy tôi cảm thấy sung sướng Do nhân viên này nên tươi cười Vị bà La Môn hỏi tiếp Vậy tại sao ngươi lại khóc? Con dê trả lời Tôi chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế Mà phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần khi giết tôi, ông cũng giống như tôi Phải chịu khổ hình chặt đầu trong 500 đời sống Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó Nên tôi khóc Khi nghe như vậy Vị bà la môn kia sợ hãi đến rợn cả tóc rế Ông ta bảo Thôi tha cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi nữa Xin cảm ơn ông nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả Dù ông có giết hay không Thì hôm nay tôi cũng phải chết Vị bà La Môn liền nói Không sao đâu ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi Nhưng con dê đáp lại rằng Ôi bà La Môn Nhỏ nhoi thay sự bảo vệ của ông To lớn thay nghiệp ác tôi làm Sau đó vị bà La Môn và các đệ tử liền đi theo bảo vệ để không ai có thể bắt giết chặt đầu nó được thả con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá để ăn khi nó đang vươn mình ra rậm cỏ chợt xét nổi lên đánh chúng vào tảng đá một mảnh đá bị đánh vỡ găng ngay vào cổ con dê chặt đứt đầu khiến nó chết tại chỗ nhiều người kéo đến xem và tặng mắt chứng kiến sự thật vô cùng đáng sợ này từ đó trở đi họ không dám giết hại sinh vật để cúng tế nữa đó là câu chuyện thứ nhất về quả báo của việc sát sinh chúng ta khi học những công đoạn này thì hiện tại mà mỗi người chúng ta hàng ngày đang sát sinh thì quý vị sẽ được chỗ gan nhắc rất là cao khi những đức ở trong ngôi tam bảo gặp nhiều người khi ngoài đời vào đây họ gặp mình Có một lần Cái cô này Cô làm nghề giết chó ấy vậy. Mà cô kể những đức nghe là Khi cô giết chó đó Cô Giao cho nhiều nơi dữ lắm Và Một ngày vậy là cô kiếm lời được khoảng Mười mấy triệu đấy vậy giết chó mà giao cho nhiều nơi mà ngày mà lờ được mười mấy triệu là quý vị nghĩ chắc giết nhiều chó lắm luôn vậy đó mà cái nghề này của cổ làm mà suốt mười mấy năm quý vị mười mấy năm của làm cái nghề giết chó này và khi gặp những đức á cô nói lên thì những đức nói cô làm cái nghề giết chó này một ngày là mười mấy triệu mà mười mấy năm nay chắc cô giàu dữ lắm phải không Cô nói thầy ơi con có giàu mà nợ nặng nó chồng chắc luôn đó thầy Như đứa nói ủa một ngày cô lờ được mười mấy triệu mà sao cô không có giàu Thì cô nói rằng tiền lờ thì rất nhiều Nhưng lờ bao nhiêu thì ông chồng con ổng đem đi quýnh bài hết trơn còn ngày nào mà không quýnh bài thì ngày đó gia đình có chuyện này chuyện kia phải sạch tiền từ ngay chỗ này mà Con làm việc này mười mấy năm Con có nhiều lúc cũng ngồi suy nghĩ Cái nghề mà sát sanh này Hình như là nó không có cái quả báo tốt Nên mười mấy năm nay Tuy là nó nhiều tiền nhưng mà sao Nó không có thậm được Không có cầm được tiền Nên à, bây giờ Con gặp được chùa Con biết tu con á về nhà con cũng bàn với chồng con rồi Con quyết định là con đổi nghề Nhưng mà người chồng con nói rằng là Đổi qua nghề khác sợ làm không có cuộc sống Nhưng mà con thuyết phục chồng con rồi Cuối cùng chồng con không chịu Một khoảng thời gian Cô đổi qua cái nghề bán rau quý vị vì biết rằng cái nghề mà làm chó thì một ngày lờ nhiều tiền như vậy mà bán rau thì có lờ nhiều tiền đâu như vậy mà từ khi mà cô đổi qua cái nghề bán rau thì chồng của cô nó không quýnh bài tiền đâu quýnh bài nghĩa là bán rau đâu có lờ nhiêu đâu lấy tiền đâu quýnh bài thêm cái nữa đó khi bán rau thì con con lại ít bệnh ti lờ tiền ít nhưng mà gia đạo con lại bình yên ti ít tiền nhưng cũng trang trải đủ cuộc sống trong gia đình mà còn có dư được chút đỉnh còn hơn là con làm chó một ngày là mười mấy triệu nhưng mười mấy năm nay vẫn thiếu nợ không có dư giả gì hết Thì khi mà nghe cô nói qua cái câu chuyện này nghe Thì chúng ta ghép vào những đoạn văn này để mà học tập quý vị Thì quý vị thấy cái nghề sát sanh này nó đáng sợ quá Mà chưa có xong đâu quý vị ơi Cũng như cái câu chuyện này á Chặt đầu của một con dê Như vậy mà phải chịu cái quả báo chặt đầu 500 lần rồi tới cái lần thứ 500 này nè thì bắt đầu là nói cho cái ông bà la môn này nghe ông bà la môn này ông không giết nhưng mà con dê này nó biết được rằng quả báo nó phải trả dù ông có đi theo để mà ông giúp đỡ nó cỡ nào đi chăng nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn bị rớt cái đầu từ ngay chỗ này Bị bị thấy rằng là nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu gieo nhân gì gặt bạ gặt quả báo nay như vậy thì mỗi một người chúng ta quý vị ngồi suy nghĩ ngày nào chúng ta cũng sát sanh ăn thịt chúng sanh và có những người cha người mẹ vì nuôi con cái mà nhiều lúc làm nghề sát sanh rồi cắt đầu ếch cắt đầu cốc cắt đầu nhái đập đầu cá lóc cắt cổ gà làm đủ thứ nghề sát sanh để kiếm tiền nuôi con cái thì bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ rằng là cha mẹ của mình vì nuôi mình mà sát sanh hại vật Để kiếm tiền lo cho mình Thì cha mẹ mình chết đi thì phải đầu thai làm con vật đó lại Nên trong kinh Phật dạy Người chết làm dê, dê chết làm người Từ ngay chỗ này thì quý vị sẽ nhận thức ra rằng đó Chúng ta mỗi ngày mà cắt cổ con gà hoặc là đập đầu con cá Lóc dậy con cá bầm thịt con cá hay là giết bất cứ con vật nào có nhiều lúc chúng ta giết ông bà cha mẹ mình để ăn đó giết ông bà cha mẹ mình để ăn đó quý vị chắc chắn là như vậy những đức cũng từng làm cái nghề sát sanh 11 năm nè vì những đức làm nghề thợ nấu mà 11 năm những đức sát sanh không biết bao nhiêu mà nói đó lúc những đức mới có hai mươi mấy tuổi thôi à là những đức bị cái bệnh nhất sinh sống kinh niên luôn á à. ngồi nửa tiếng là ngồi không nổi nó nhất xương sống đến mức như vậy đó thêm cái bệnh nữa là nó nhức đầu thôi đừng có nói nữa cái đầu ngày nào cũng nhức mà phải nhờ người bắt gió về một ngày năm sáu lần giết thành quen luôn à vậy đó quý vị mà những đức gặp được Phật pháp vào ngôi Tam Bảo Những đức dùng cái phương pháp lễ Phật niệm Phật và tụng kinh vô lượng thọ này hai năm ở trên Đà Lạt là những đức hết bị bệnh nhất sống luôn. Rồi từ từ rồi những đức cũng hết bị nhức đầu luôn. Bây giờ sức khỏe như đức tốt lắm. Tính ra những đức đi tu 10 năm nay là những đức không uống thuốc bệnh cảm chút đỉnh là những đức lướt lướt qua niệm phật là hết trơn thì những đức thấy rõ ràng rằng có nhiều người nói rằng ăn chay nó không đủ chắc nhưng những đức thấy rằng từ khi mình ăn chay tới giờ mình làm việc quá trời luôn lúc ở trên đà lạt những đức mới vào chùa đó tu đó quý vị có nhiều đêm những đức đổ bê tông để mà xây nhà khắc chùa ở trên đó thì xây cắt quá khó khăn Nên đều làm bằng đêm không Từ 6 giờ chiều mà làm cho đến 3 giờ sáng Rồi về chỗ phòng nghỉ bắt đầu tắm rửa chút xíu Từ 4 giờ lên công phu cho đến 7 giờ sáng Vậy mà thường thường là như vậy đó Lúc đó thì chỉ có 5-3 kg thôi à Khỏe vô cùng Sức khỏe nó dẻo dai vô cùng luôn Có lặng chay không đó Bây giờ thì những đức 66 kg Sức khỏe càng tốt hơn nữa Làm việc Một năm như một ngày Sáng 2 giờ thức Niệm phận chút lên chánh điện Tiếp tục công phu con vui xong nói chuyện tiếng nữa là đến 6 giờ 6 giờ xuống ăn cơm Ăn cơm xong rồi đi rửa chén Phụ mấy cô Xong rồi về phòng lại nghe cái buổi sáng nói chuyện tiếng Nghe xong rồi bắt đầu là Đi qua nhà bếp rồi tiếp tục nấu ăn Phụ với mấy cô Nấu ăn đến gần 10 giờ 10 giờ xong mà nghỉ ngơi được chút xíu bắt đầu là ăn cơm ăn cơm xong bắt đầu là tiếp tục đi rửa chén nữa rửa chén nữa rồi, xong rồi về phòng ngủ được tiếng mấy ngủ tiếng mấy xong qua nấu ăn nữa nấu ăn rồi xong rồi ăn cơm ăn cơm xong rồi rửa chén rửa chén xong rồi là về phòng tắm tranh thủ bắt đầu là qua chánh điện niệm phật tu buổi chiều tu xong rồi tới 8 giờ 8 giờ xong rồi bắt đầu về phòng rửa mặt rửa tay bắt đầu là ngồi niệm phật rồi khoảng 9 giờ 9 giờ bắt đầu ngủ đến 2 giờ nó quay như vậy mà một năm như một ngày quý vị thấy không có bệnh hoạn gì chứ khỏe re như bò kéo xe vậy vậy mà sống vui vẻ vô cùng luôn quanh năm nhiều lúc không ra khỏi cổng chùa có đi du lịch chơi đâu đâu lúc trước ngoài đời thì thôi những cái ngày mà lễ hai tây tháng 9 rồi 30 tháng 4 rồi những ngày lễ mà được nghỉ rồi à, à, sắp sửa tết bắt đầu là trong mong rồi đó bắt đầu là chuẩn bị rồi đó như tết này nè hồi đó những đức chưa đi tu á là ở ngoài đời là bây giờ những đức đang chuẩn bị kiếm tiền tranh thủ kiếm tiền để dành dụng tiền để chi biết không biết rằng mình ở dưới quê lên thành phố làm nhưng mà tết về quê cũng phải chảnh chảnh chút chứ giống như công tử về làng chút chứ đâu có thể nào mà bèo quá mắc cỡ lắm phải không nên là mua mấy bộ đồ có được đường chút rồi mua đâu dài nhá nhái về xịn chút bắt đầu là mua cái mắt kiến đen mang đi ra con ếch vậy đó rồi đi xe về gần tới nhà bắt đầu ngoắt chiếc taxi chở về tới nhà nhưng không tới nhà đâu trở về còn mấy căn nữa mới tới nhà kêu taxi ghé ngay cái nhà đúc cái nhà hai tầng nhưng mà nhà hai tầng là nhà của người ta rồi xuống xe taxi rồi đi bộ lại nhà mình nhà mình là nhà lá sụp xịt, xịt vì thấy nó chảnh ớn không có nghĩa là nghèo nhưng vẫn muốn che giấu cái nghèo nên khổ với cái nghèo nhưng làm sao che giấu được cái nghèo đấy rồi xấu thì muốn che Cái xấu lúc trước thì quý vị, vị biết rằng đó Bây giờ là đỡ hô rồi đó Lúc trước là hô dữ lắm Nhưng á khi mà ngồi hay là đứng gì coi gương á Cái làm bộ cười thử coi nó hô đến mức nào Để biết khi mình nói chuyện với người ta Thì mình cười tới cái khoảng nào thì nó vừa Ấn không? Nên con người lúc nào nó cũng có một cái gì Nó bó buộc mình, nó ngăn lại Nó làm mình không có thoải mái Không được như bây giờ Bây giờ thì khi cười thì cứ ha ha thoải mái thôi Lúc trước thì không phải vậy Lúc trước thì nó có giới hạn để nó đừng có lòi cái hô ra Nhưng mà làm sao tránh được quý vị Nó hô là nó hô quý vị ơi Mà càng muốn giấu nó thì nó càng hô ghê gớm hơn nữa Rồi càng giấu cái nghèo thì nó cũng lòi cái nghèo Ở thành phố về thì có được số tiền bỏ trong túi ăn Tết Về nhà bắt đầu là giống như là công tử gì làng vậy đó Chảnh lắm Nhưng xài được có ba ngày à Rồi ba ngày sau cứ ngồi đâu là ngồi cú gũ đó vậy nè Về ba ngày đầu thì thôi bạn bè đến tấp nập Vào sòng nào cũng muốn trả tiền hết á khi trả tiền được 3 ngày thì ba ngày sau Đi với bạn bè thì đi đâu là cứ ngồi im ru Cứ cờ gút cờ gút không dám nói chuyện gì chứ Bạn bè nói ủa sao mà Tôi thấy bạn mấy ngày trước bạn nói chuyện vui quá Mà nói mạnh dạng quá Mà sao mấy ngày nay sao không thấy nói chuyện chứ nè Bùi bệnh gì hả Thì những đức nói có bệnh Thì họ nói bệnh gì là bệnh hết tiền Có tiền thì dám nói chuyện Mà không có tiền thì không dám nói chuyện có tiền thì dám chọc người đẹp Mà không có tiền thì không dám chọc ai hết Quý vị thấy Con người nó khổ vô cùng khổ 29 tuổi gặp được Phật Pháp Tới hôm nay Thì chắc cũng gần 10 năm về đó Sống rất là vui vẻ trong ngôi Tam Bảo Ăn Tết được ở trong chùa 10 lần về Năm nào ăn Tết cũng khỏe lắm Mấy bộ đồ lam cứ bận lai rai Vậy mà gặp ai cũng nói chuyện Gặp ai cũng ha ha chứ Không có sợ hô gì mà lòi ra chứ Đặc biệt thì Thì rõ ràng Con người á Giàu cũng chưa chắc là vui Mà nghèo á, cũng chưa chắc là khổ Cái vui với cái khổ này Là do gì Cái tư tưởng của chúng ta nó bị chói buộc thôi chứ con người chúng ta mà hiểu được cái nguyên lý sống rồi thì tại sao mình không vui nghèo nó cũng nghèo rồi mình không vui nó cũng nghèo mà nó còn nghèo ác đạn hơn có nhiều khi mình vui mà nó còn phát triển thêm chút nên từ nơi đó mà những buổi chia sẻ này người người chúng ta quý vị mới nhớ chúng ta nghe phật pháp là cái chỗ vô cùng chân quý hồi sáng những đứa có nói một câu đó, Thầy Lý Vĩnh Nam Thầy của Hòa Thượng Tịnh Không Ngài có nói một câu rằng Một người mà có thể đi đến chùa Một ngày Tới ba ngày cho tới bảy ngày Mà ở trong ngôi tam bảo tu tròn vẹn Cái phước của người này tu là một trăm tiểu kiếp mới được ở trong ngôi tam bảo tu được như vậy đó Còn người mà được xuất gia ở trong ngôi chùa Và được làm cư sĩ ở trong ngôi tam bảo quanh năm suốt tháng Chắc là người này phải tu cả ngàn tiểu kiếp mới được ở trong ngôi tam bảo đó quý vị à, chúng ta chắp tay lên hồi hướng luôn quý vị nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ